Lần đầu tiên Việt Nam ghép gan bất đồng nhóm máu cho người lớn. Ca ghép thực hiện vào cuối tháng 10 vừa qua tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho bệnh nhân nữ 15 tuổi bị xơ gan cách đây 6 năm không rõ nguyên nhân. Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện khối u gan đã được chẩn đoán là ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thành, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, với bệnh nhân này thì phẫu thuật cắt khối u không khả thi do chức năng gan kém, xơ gan, lách to, điều trị tối ưu là ghép gan. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã quyết định ghép gan từ người hiến là bà nội cho bệnh nhân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở ca ghép này, người hiến và người ghép không cùng nhóm máu. Các ca ghép khác nhóm máu điều trị khác với cặp ghép cùng nhóm máu. Đây là lần đầu tiên triển khai ghép gan khác nhóm máu cho người lớn tại Việt Nam. Trước đó, các bác sĩ đã ghép thận và ghép gan cho trẻ em khác nhóm máu. Sau 8 giờ phẫu thuật lấy gan hiến và ghép gan, ca ghép đã thành công. Người hiến đã được đưa ra viện sau một tuần. Người nhận gan đang trong quá trình phục hồi. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ghép gan từ năm 2017, chậm hơn nhiều so với cơ sở y tế, nhưng số lượng ca ghép thực hiện tại đây hiện đứng đầu cả nước với 205 ca cho đến nay. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.